Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2022, chương trình uh, buổi tối lúc uh, đáng lẽ là Thanh Việt có hứa là 8 giờ tối. Nhưng mà uh, hình như là lời hứa của Thanh Việt nó luôn luôn là như gió bay. Và bây giờ thì uh, Thanh Việt uh, cố gắng lắm mới uh, Phát được cái chương trình vào 9 giờ tối. Nên à, có lẽ thí nghiệm một chút như vậy thôi quý vị. À, chương trình buổi tối thì à, nó không thể nào dài được. Nên à, Thanh Việt sẽ nói à, phần lớn là về những cái tin tức đặc biệt chứ không à, đi sâu vào một cái vấn đề nào cả. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Việt à, xin à, được gửi đến quý vị chủ đề là Đại Nam thất bại trong drama và đất Thưa quý vị, thì uh, đầu tiên sau cái uh, vở uh, kịch mà mình đã được thưởng thức hay là bị thưởng thức trong uh, gần một năm, xin lỗi quý vị là hơn một năm qua, uh, trong những khoảng tháng 6, tháng 7 đó quý vị, gọi là những cái uh, thời gian mà bà Nguyễn Phương uh, Phương Hằng có những cái uh, lượng người xem rất là đông đảo. Thì uh, câu chuyện cũng đã cũ nhưng đôi khi mình muốn nhìn lại và có thể là từ đó mình thấy được cái điểm gì để phòng bị cho những cái NPH trong tương lai. Thì đầu tiên hãy nhìn nhận xem vì sao mà lúc đầu lại nhiều người xem như vậy. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra cái cộng đồng mạng đã dậy sóng Đầu tiên thì như Thanh Việt trình bày vào buổi sáng. Nó được khoát lên trên người. và ta đã khoát lên trên người. Cái sự giàu có. Đây Thanh Việt phải mở ngoặt, đóng ngoặc Nhưng quý vị. Không biết. Bà là giàu trên giấy tờ. Hay là giàu thật sự ngoài đời. Vì. Uh, có những cái câu chuyện. Được uh, kể lại. Từ người trong cuộc. Về cái. Uh, số lượng hột xoài của bà. Thì. Uh, trong cả mấy chục cái hột xoài, gần 100 cái hột xoài. Nhưng quý vị, thì cao lắm chỉ có khoảng dưới khoảng 2-3 hột là có thiệt. Còn những hột kia là do người tạo nên, những quý vị, do người tạo nên. Hột xoài mà người tạo nên thì chắc là không được rồi. Cái sự chú ý gây chữ, chú ý thứ hai là cái kiểu nói chuyện. Thật sự thì chúng ta rất là bị chói tai và sợ khi mà mở lên bị nghe như vậy, nhưng uh, đó cũng là một cái sự luyện tập để biết nhấn nhấn giọng, nhã giọng, và những cái chữ nào quan trọng, những chữ nào kéo dài và là vì những cái đề tài mà bà ta nói đến làm cho chúng ta rất là nhức nhối cái tai. Nếu chỉ cần nhẹ đi một chút về những cái đề tài thì chắc chắn dù là không có học cao, nhưng quý vị nhưng uh, cũng có một cái tài lẻ chứ không phải là chuyện giỡn. được quảng cáo là có chồng à, đại gia làm từ thiện từ nhiều năm qua số tiền lên cả ngàn tỷ mà cái câu hỏi đó à, câu trả lời cho câu hỏi rằng có thật sự ngàn tỷ hay không thì có lẽ là chả bao giờ chúng ta sẽ được biết đến nữa để không quý vị à, không biết cái câu chuyện về quỹ từ thiện khắc có được đưa lên trên à, cơ quan pháp luật hay không à, hay là những cái tội đã có sẵn của hai vợ chồng người này đã đủ cho họ đi nghỉ mát một thời gian dài thì sau khi mà cộng đồng để ý tới một cái nhân vật như vậy đó quý vị thì à, bà ta đã có những cái chiến thuật mà được người khác dàn, dếp, à, dàn xếp cả về mặt mà truyền thông trên mạng xã hội thì nhất định à, bà ta thường hay có cái câu rằng báo bận, à, không nói lên sự thật, mọi người lắng nghe cái thông tin à, từ cái uh, channel của bà ta thì được nhiều tin tức hay hơn. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta trở về những cái câu chuyện từ 10 năm 10 năm trước nha quý vị, năm tới 10 năm trước thì gia đình DN Đã sống Nhờ vào báo chí Tất cả những tờ báo Mà bà ta gọi rằng báo bẩn Đều là những bạn hàng Người đồng hành với bà ta Và công ty DN Trong những năm đó Như quý vị, trong những năm đó Nhưng mà hiện nay Cái người mà Phụ trách cái mảng truyền thông cho bà Đã thấy được cái sức mạnh của Youtube Và nhất là Facebook TikTok. Họ đã có một cái con đường vẽ ra là không có gì tiện lợi bằng chính mình làm chủ được cái giờ mình phát thanh, cái chiều dài của những cái buổi livestream. Nhưng quý vị có thể lên tới 3, 4, 5 và có khi là 10 tiếng nữa. Thì chỉ có là mình là chủ cái đài đó thì mình mới làm được. Và dĩ nhiên thì không thể nào làm chủ một đài truyền hình ở, ở cái thời điểm là cần thiết như thế này thì có một cái công cụ có sẵn từ ở nước ngoài đó là YouTube và thế bà bà đã chọn cái phương pháp này đầu tiên là anh Việt đã từng trình bày với quý vị muốn đánh được muốn tạo được một niềm tin thì phải đánh chúng ít nhất là hai điểm đầu tiên và hai điểm đó phải là hai cái gì mà nó nổi cộm trong xã hội. Nổi cộm về sự nổi tiếng. Thì không ai khác hơn bằng câu chuyện của chính mình. Đó là Thầy Lan. 200 tỷ đồng. Thưa quý vị, cái sự kiện đầu tiên nổ tung lên thì mọi người đã bắt đầu chú ý. Vì từ trước đến giờ hình ảnh của Thầy Lan là một hình ảnh mà được rất là nhiều người biết đến nổi tiếng về cách chữa bệnh và cũng từ gia đình này đã tung hô lên là thần y chứ thật sự Thái Lan cũng chưa bao giờ gọi mình là thần y và những cái điều đó đã tạo một cái tiếng vang nếu mà bà này cái phát súng đầu tiên mà châm vào một người không nổi tiếng, nhưng quý vị như là ca sĩ Đồng Xanh Vi Oanh chẳng hạn, thì chắc chắn dù có nổi tiếng cũng sẽ không tạo được một cú vang như là Thầy Lan. Cái ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất là quan trọng. Cũng như là mình về mà mình gặp à, gia đình à, người yêu tương lai của mình vậy đó quý vị. Người vợ tương lai cũng vậy. Mình phải tạo một cú cú đầu tiên phải là cú rất là mạnh. Mới tạo ấn tượng, phải không quý vị? Thì đây cũng vậy. Câu chuyện truyền thông của à, bà này Đầu tiên là phải tạo một cái tiếng vang Mà tạo tiếng vang xong cũng chưa đủ nha quý vị Cái tiếng vang thứ hai Quan trọng cũng không kém Đó là nghệ sĩ Hoài Linh Nghệ sĩ Hoài Linh Thì à, theo cái người phù thủy truyền thông Và cách đây vài tuần cũng đã lên làm việc được mời lên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo cái phù thủy truyền thông này một kênh một cái kênh YouTube mà để nổi tiếng ngoài cái việc tiền bạc có sẵn trong tay nó cần phải nhiều yếu tố khác phải hiểu, phải hiểu rõ. Thì quý vị biết rồi, cái độ phủ sóng mỗi ngày phải livestream. Livestream ở một cái số lượng giờ khá là cao. 3 tiếng là trung bình. Độ tin cậy. Sau khi mà phủ sống được nhiều như vậy rồi, thì phải đến độ tin cậy. Có nghĩa là lời nói của mình ra trong những cái loạt đầu tiên, nó phải tạo tiếng vang. Nó phải tạo tiếng vang. Và thứ hai là mình là ai? Là một người nổi tiếng, chắc chắn khi livestream, sẽ được rất là nhiều người xem thì à, quý vị thấy trong những giờ phút đầu tiên bà ta luôn luôn nói về cái câu chuyện của sự giàu có của mình phải không quý vị sự giàu có làm từ thiện để cho mọi người tin giàu thì không bao giờ đi lừa gạt đó là với những cái niềm tin của những người nghèo nhưng quý vị họ tin tưởng một người giàu đẹp sở hữu uh, cái khối lượng đất khủng khiếp tại Bình Dương thì chắc chắn đây là một cái giọng một cái kênh truyền thông cần phải được để ý. sau khi mà đã có được độ phụ sống có được độ tin cậy thì cái kế tiếp là họ lên cái đỉnh cao nhất đó là nơi truyền cái tin tức đi những cái tin nào mà nổi bật nhất chưa ai biết thì sẽ bắt đầu từ kinh của bà này và thật sự như lời bà ta nói đôi khi vào thời điểm đó chúng ta không thấy bà này lên thì có hai dòng suy nghĩ một là bà ta những người mà không thích thì chắc rằng nghĩ bà ta có chuyện rồi có chuyện rồi còn dòng mà thích phụ thuộc vào bà ta thì trông chờ cô lên cô lên thì cô mới có tiền nhưng quý vị cô lên thì tôi mới có tiền cứ mỗi lần mà cô lên là tôi có tiền vì có chủ đề mới. Thì bây giờ chúng ta hãy nói về cái độ phủ sóng. Thưa quý vị, cái độ phủ sóng có nghĩa là cái cái giờ dứt lên lên bao lâu? Nhưng quý vị, thì đối với cái độ phủ sóng của bà này, không những tạo những cái kênh riêng biệt chính chủ cho mình, bà ta có một cái đội ngũ youtuber. Nhưng quý vị, bà ca có một đội ngũ YouTuber. Cái lần đầu tiên nói về câu chuyện của Thầy Lan thì có báo chí. Từ vì chưa ai có thể tin tưởng được cái đội YouTube vào thời điểm đó. Nhưng sau khi cái ngày đầu tiên gặp mặt nói về báo chí xong, thì sau đó là cái đội ngũ riêng của bà. Và báo chí đã không được nhắc đến. Thì với cái đội ngũ YouTuber này, cả hai bên đều cùng có lợi. Đội ngũ Youtuber được uh, phê đi có hai mục đích. Đầu tiên là có hai mục đích duy nhất thôi, và những đội ngũ này được uh, chồng của bà ta tìm vịt tới. Thứ nhất là đi tìm nhân chứng của Thầy Lan đã bị hại chết. Thứ hai là đi tìm những người mạnh thường quân mà đồng ý để đứng ra làm đơn tố giác sự không minh bạch của các anh chị em nghệ sĩ. Đó là mục đích của giai đoạn đầu. Sau đó thì bà dùng cái số lượng người này và nó tăng dần theo thời gian. Nhưng quý vị, cho đến ngày mà bà đi nghỉ mát thì số lượng nó đã lên tới con số 80 tới 90 người trong cái đội ngũ mà Thanh Việt đã có thời gian gọi là nhóm múa. Các youtuber này thì được cái gì quý vị? Dĩ nhiên là phải được rồi. Đầu tiên là sẽ là người nhận được cái nội dung mới Như quý vị đi theo bà ta sẽ được quay những cái cảnh những cái nội dung mà chưa có kênh okay nào có được thứ hai là sẽ nhận tiền từ chính bà ta thì thật sự ra quý vị số tiền này không chuyển trực tiếp từ cái tài khoản của bà ta mà được chuyển từ tài khoản của những người trợ lý và thật sự tiền này là tiền của bên à, ông chồng bà ta và phần lớn đôi khi giai đoạn đầu những youtuber này đã có những sự nghi ngại nghi ngại là vì sao? là vì à, bà này có nổi tiếng là chị Hai Nổ và họ nhận tiền khá chậm trễ cũng đã tạo nên những cái sự bàn đằng sau lưng những quý vị về sự hư thực giàu có và Thanh Việt đã có từng chia sẻ với quý vị, đây là cái nhóm mà cái mắc xích và yếu nhất trong cái vở kịch này. Thì như quý vị, hôm nay đã nhận thấy được, khi mà chị hai đi nghỉ mát, thì các em YouTube cũng dần dần biến mất khỏi không gian mạng, nhẹ nhàng đi. Như quý vị. Cái số tiền mà họ nhận được từ một nguồn khác, đó là số tiền của YouTube số tiền từ ở uh, YouTube đó quý vị thì uh, đây là một cái số tiền tương đối là khá khủng để dựa về những cái video mà họ đã làm và kéo được một cái số lượng view từ những người tò mò trong những giai đoạn đầu. Nha quý vị. Nhờ những cái số tiền này và nhờ những cái lượng fan base như thế này, họ đã dùng cho việc tương lai đó là chuyện bán đồ trên mạng, bán đồ online, Nha, quý vị. Bởi vì phần lớn công việc chính của các YouTuber này là bán đồ online. Rồi sau đó chuyển sang là đi làm cho gia đình DN. Đó là những cái YouTube mà gọi là liên lạc trực tiếp với chị Hai, anh Hai. Nhưng quý vị, còn có những YouTube mà họ sống ở vòng ngoài. Họ chuyên môn phát đi phát lại những cái buổi livestream stream. Mà đôi khi chúng ta mở lên, chúng ta lại lầm tưởng rằng bà ta đang livestream, nhưng không. Họ phát gần như là 24 tiếng một ngày. Cái chương trình phát 24 tiếng một ngày, phát hết cái buổi livestream rồi lại phát lại. Phát tới, phát lui. Nhưng quý vị, và họ cũng làm được một số lượng tiền từ những cái chương trình như thế này, trực tiếp từ các trang, từ cái uh, trang YouTube. cái đỉnh điểm mà nổi nhất của cái độ phát sóng, độ phủ sóng của bà là ngày 25 tháng 5. khi mà cái số lượng view từ bốn uh, cái trang mạng của bà ta, trang chính chủ lên tới nửa triệu người người xem, đây là một cái sự thành công nào đó từ những cái uh, uh, chương trình livestream YouTube của Việt Nam mà từ hồi trước đến giờ tới thời điểm đó chưa ai có thể phát được khoảng nửa triệu người xem live trực tiếp. Và vì cái sự đó, quý vị hiểu đó là tò mò. Khi mà con người ta nói lên những cái mà bản tính của loài người, nhưng quý vị, bao giờ mà cái tin mà nó nó thật sự là hot, mà chưa ai nghe được, mà nó liên quan đến những người nổi tiếng, thì chắc chắn gây sự tò mò. Và nếu mà mình đạt được cái độ phủ sóng cao, nhưng quý vị, và cái tin mình lại là tin tò mò. Tin hay thì không dám nói tin hay, chỉ cần tò mò, gây sự chú ý. Và Thanh Việt lâu lâu nói đùa là tin bà Tám. Thì trong những cái chương trình của chị hai này, đều có đầy đủ, phủ sóng có, tin bà Tám có. Nên đã gây được sự chú ý, không thể tưởng tượng. Và thật sự vào thời điểm đó, những cái chương trình phát đúng vào giờ vàng. Phát đúng vào giờ vàng. Lấn chiếm luôn cả những cái đài truyền hình. Đó là một cái điểm thú vị mà thực sự ra nếu mà cái content cái nội dung của cái buổi livestream đó là một cái vấn đề mà bà ta đã làm trong quá khứ nó không liên quan đến cái vở kịch này mà nó liên quan đến à, hạnh phúc trong cuộc sống, hạnh phúc hôn nhân, làm sao lấy được nhiều chồng À, xin lỗi quý vị làm sao giữ được tình yêu chứ không phải lấy được nhiều chồng thì uh, là một cái chương trình mà cạnh tranh rất là công bằng với các đài, các đài truyền hình chính thống tuy nhiên uh, cái nội dung như vậy đó quý vị thì nó ít được lôi cuốn nhưng mà nếu mà nói về nội, nội dung mà sự tò mò của các fans đối với các anh chị em nghệ sĩ thì nội dung đó rất là hot nha quý vị Mà ngay cả báo cũng không được như vậy nữa quý vị. Báo với đài như Thanh Việt trình bày vào thời điểm đó là lép vế 100%. Lép vế thật sự. Ai đi đâu, ngõ ngách nào cũng nói về bà NPH. Rồi sau khi mà có độ phủ sóng lớn thì bây giờ là thời gian mình tạo niềm tin. Tạo niềm tin thì dễ lắm quý vị. Khoe nhà, khoe xe hơi, khoe đất, khoe sổ đỏ, khoe hột xoài, khoe đủ thứ hết quý vị và từ những cái độ khoe đó chứng minh cái sự giàu có sang chảnh để làm gì quý vị vì sang chảnh tầm cỡ như vậy thì làm sao mà tốn thời gian đi nói chuyện láo được và chắc chắn mọi người nghĩ rằng bà ta phải có mục đích và dĩ nhiên mục đích của bà ta tới ngày hôm nay thì phải chờ cơ quan mới giải quyết được cái nguyên nhân nào là nguyên nhân chính mặc dù chúng ta đã nói rất là nhiều về nguyên nhân nào là trốn nợ thì uh, thanh việt cũng đã giải thích là không thể vào tù cũng vẫn phải trả nợ à tạo cái tiếng vang về cái điều gọi là chống uh, phá lại nhà nước để có thể được một nước nào đó cứu vớt thì kính thưa quý vị kiểu uh, đấu tranh như của bà này thì không được liệt kê vào cái danh sách mà được các nước khác cứu trợ đâu quý vị đem đi đâu rồi thứ ba thứ ba là gì quý vị thứ ba là tìm đường để cho cái cái nước ship có thể chuyển bà đi thì xin xin quý vị là không nhé đảo ship sẽ không bao giờ đi cứu cái công dân của mình nhất là những công dân mà được gọi rằng nhận được quý quyền công dân là nhờ về đầu tư thì hoàn toàn coi như là những cái câu chuyện của bà ta gây nên vẫn là một cái dấu hỏi tại sao tại sao lại phí phạm thời gian để vào trong tù nó phải có một cái gì nữa. Và dĩ nhiên nó phải có một cái gì đó. Nếu quý vị xem lại những cái tập cũ của Thanh Việt thì quý vị phần nào đó hiểu được một trong những lời giải thích của Thanh Việt. Hai người hàng xóm và một con chó. Sau khi mà tạo được niềm tin thì đây là cái thời gian mà để mọi người nhận thấy. Không đi đâu cho xe, không tìm ở bất cứ nơi nào. Hãy tìm về những cái trang chính chủ của bà NPH để xem được cái tin mỗi buổi tối, biết được những cái tin gì mà sẽ đi bị bóc phốt. Vì thời gian vào thời điểm đó, quý vị, đó là đấu tố thì chính xác hơn, không phải là bóc phốt nữa. Bóc phốt thì mình còn cho người ta cái cơ hội để người ta giải thích, còn đấu tố là không. Thì trong những thời gian đó, đấu tố là phương pháp chính yếu của bà ta và thường thường nghệ sĩ họ sống vì cái gì quý vị vì khán giả mà nghệ sĩ lúc đó có hai vấn đề thứ nhất họ bị ban tuyên giáo quý vị không cho phép nói không cho phép lên trên mạng để phản kháng lại thứ hai phương pháp bị im lặng của những trận đấu tố bao giờ cũng là phương pháp tốt nhất vì đem ra cuộc chiến và thời điểm đang lên rất là cao thì nghệ sĩ luôn luôn là có một cái sự thất bại trong tầm tay vì họ sống là nhờ vào cái danh dự nhờ vào sự thương yêu của khán giả mà mất đi cái danh dự mất đi cái sự thương yêu coi như là sự nghiệp đi tiêu vì vậy chúng ta thấy được một số người sau khi phản biện xong lên xóa bài hoặc là sửa lại và im lặng là tốt nhất và hoặc là lên trên đó phủ nhận hết tất cả những gì mà người ta vu khống cho mình thì hầu như những người mà lên phủ nhận thì chỉ có bước sâu vào trong cái vở kịch này là cái cơ hội bị chìm rất là cao vì thế mà chúng ta thấy được rằng mọi người lại càng tin tin càng dữ dội hơn quý vị vào thời điểm đó rất là tin là bà bà này giữ được rất là nhiều bí mật vì giàu có nên có thể là tung tiền đi mua những cái tin đó thì thưa quý vị tin mua cũng có nhưng quý vị cái tin mua thì có chứ không phải là không có bỏ ra một số tiền khá là lớn để cho người tìm hiểu về cái tài khoản của nghệ sĩ hoài linh mới biết được cái thông tin rằng hoài linh vẫn chưa gọi là hoàn tất cái công việc à, giao tiền 100% cho người dân miền Trung. Và cái cú đánh vào nghệ sĩ Hoài Linh là không phải dựa vào tin tức của Nhâm Hoàng Khang. Chỉ là một phần thôi thưa quý vị, một phần thôi. Cái tin mà bỏ ra để mua được những cái tin tức đó thì thật sự cho đến ngày hôm nay cái nhân vật đó cũng đã bị chìm làm ở ngân hàng của quân đội nhưng quý vị cũng đã bị chìm sùa. Chúng ta thấy được cái um, hiệu quả càng lại tăng thêm khi mà có sự xuất hiện của những người được gọi là biết luật, hiểu về luật. Thì uh, quý vị thấy sự giàu có của cái người uh, chính chủ, sự tiếp tay về hiểu biết của những người xung quanh, những cái vệ tinh xung quanh và sự tiếp tay của rất là nhiều các youtuber thì coi như là đầy đủ hết tất cả quý vị và từ đó cái hiện tượng NPH đã nổi lên là vậy. Bây giờ chúng ta trở lại cái uh, vấn đề thứ hai mà là một trong những nguyên nhân của cái chuyến đi ra ngoài Hà Nội. Đó là khu nhà ở tại Thủ Dầu 1. Đây là một cái miếng bánh mà là gọi là cái định mệnh, để gọi là định mệnh. Định mệnh này được kéo từ cái khoảng thời gian mà phải đối mặt với ông Lê Thanh Cung ở à Mỹ một thời gian, cô đã ăn sôi mất rất là nhiều tiền, Nhưng quý vị chứ không phải là không mất trên bề mặt thì chúng ta thấy được một tỷ tiền phạt về cái tội à, khai thuế không đúng theo cái mục hạng cái hạng mục mặc dù là bên trung ương có nói rằng không cần phải đóng quý vị có biết rằng cái 100 tỷ đó 99,9 tỷ là bên trung ương cho rằng bên Bình Dương đã ép gia đình DN và không cần phải trả đâu tuy nhiên từ ở bên Úc hai vợ chồng đã trở về Việt Nam và sáng hôm sau đem đóng liền thì dĩ nhiên nó phải có một cái tín hiệu gì đó họ mới làm như vậy vâng tín hiệu đó là đã được bên Bình Dương cho phép nhận được cái khu đất, khu nhà ở để tiếp tục xây dựng nên cái khu nhà ở cao cấp tại Bình Dương, tại Thủ Dầu Một. Đây là cái khu mà rộng 105,6 hecta đất. Cái giá vốn đầu tư là 2.300 tỷ đồng. Nhớ quý vị, 2.300 tỷ đồng. Khu nhà ở này thật sự, cái số đất này đó quý vị, thì uh, cái vị trí không thay đổi chỉ có là cái dự án được thay đổi lúc trước cái khu nhà ở nó nằm cùng cái dự án xây dựng sống thần và là quý vị biết rồi khu nhà ở thì không thể nào xây dựng khu nhà ở thì không thể nào xây dựng cùng trên một dự án được với khu công nghiệp và vì thế nó được tách rời ra thành hai dự án riêng biệt đó là lý do tại sao mà ông Lê Thanh Cung đã không cho Ông, ông anh hai này bán đất trong cùng một dự án với khu công nghiệp là vậy đó quý vị thì sau đó họ tách rời ra bằng cách dễ dàng một bên là khu công nghiệp có diện tích là 427 hecta quý vị nhé xuống từ 543 xuống thành 427 và cái diện tích mà nó giảm đi là 107 hecta đó quý vị. Đó chính là cái diện tích để đưa vào một cái dự án mới gọi là khu nhà ở. Vào tháng 5 năm 2021, cái dự án này nó trở lại, là có mục đích nó trở lại. Quý vị nhớ trong cái thời gian này, nữ ca sĩ Vi Oanh cũng đã dính vào là từ đây. Trong cái thời gian mà đất nước đang kêu gọi những nhà À, đầu tư những cái đại gia à, và nhân dân à, ủng hộ tiền để mua thuốc chống dịch covid quý vị còn nhớ và gia đình này đã hiến tặng những quý vị một số lượng đất khá lớn hai chục hecta tuy nhiên à, khi mà xin lỗi quý vị hai chục ngàn mét vuông thì ca sĩ Anh đã có cái lời bình luận tại sao lại không đi hiến tiền mà lại hiến đất làm gì quý vị nó có hai lý do thứ nhất là tiền không có tiền không thể nào có một ngàn tỷ được thứ hai là đất này là đất vẫn còn có vấn đề về giấy tờ và vì thế muốn tạo một cái sức ép nhưng quý vị đưa người ta một cái miếng bánh mà cái miếng bánh đó chưa được phép ăn quý vị cứ tưởng tượng mình đến một bữa tiệc một miếng bánh quá ngon, một cái uh, nguyên một cái bánh khá bự, khá ngon mà chưa được phép ăn mà mình quá thèm. Thì mình uh, cắt lén lén cắt một chút, đưa cho cái người có quyền lực nhất tại bữa tiệc cho người ta ăn. Thì khi mà người quyền lực nhất của trong bữa tiệc đã ăn được cái miếng bánh đó rồi thì dĩ nhiên mình sẽ nhào vô ăn luôn. Bởi vì người đó ăn được thì mọi người ăn được. Đó là cái lý do tại sao và ông ta cho hiểu một cách nôm na là như vậy ông ta cho một phần cái miếng đất đó tức là quyền sử dụng đất dân quý vị chúng phải cho đất quyền sử dụng đất cho bên uh, bình dương để bà ban nhân dân tỉnh bình dương bán và dĩ nhiên là bình dương không bán được quý vị bình dương chính bình dương đã biết được là không thể nào được không thể nào được nên họ đã từ chối và dĩ nhiên quý vị biết cái người lên câu hỏi đầu tiên là ca sĩ viu cũng đã lãnh được cái sự chú ý của gia đình này nó như thế nào rồi dự án này đến nay vẫn chưa hoàn, hoàn hoàn thiện các thủ tục pháp lý từng bị xử phạt vì xây dựng trái phép đó là vào thời điểm giữa năm 2019 nhưng quý vị chưa được giấy phép nhưng công ty DN này đã tổ chức xây dựng và bị thanh tra sở xây dựng Bình Dương ban hành quyết định xử phạt vì vi phạm hành chính đại diện của bên sở xây dựng mới đây nhất của tỉnh Bình Dương mới đây nhất đây nha quý vị sau ngày mà chị hai đi nghỉ mát thì họ đã nói là cái khu nhà ở này tại thủ dầu một chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định do đó dự án đó không có tên trong danh sách được mở bán theo quy định nên quý vị nào những quý vị quý vị nào đã cầm trên tay những cuốn sổ đỏ của khu vực đất tài thú dầu một thì thật sự à, đó là một câu chuyện mà ngậm đắng nuốt cay đã có những cái vụ kiện dân sự trước khi mà chị hay đi nghỉ mát nhân quý vị cái số lượng người mà có được cái mảnh có được cái sổ đỏ từ những vùng đất này xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng quý vị khá lâu rồi từ cái thời mà của ông à, Lê Thanh Cung. Lê Thanh Cung. Sau khi mà chủ trương chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ à, nhắc lại một chút xíu nữa, mảnh đất này thì thật sự là khó. Bên của Đại Nam đã bỏ ra cũng khá là nhiều tiền cho mảnh đất này. Nhưng quý vị, khá là nhiều tiền. Mới lấy được cái cái phần tách rời dự án. Tách rời khỏi khu công nghiệp rồi được cho phép là 1 trên 500. Ở bên uh, văn phòng Thủ tướng Chính phủ vào lúc đó, có yêu cầu các cái uh, dự án của tỉnh Bình Dương, nếu mà đất dư thừa nhiều không sử dụng, thì phải hoàn trả lại cho nhà nước. Thì bên của công ty DN, à, đây là cái cơ hội ngàn vàng, kết hợp cùng với sự cho phép của bên ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã giảm cái lượng đất của mình còn dư ra được 107 hecta, Thì thay vì 106,8 hectare đất đó được chuyển lại cho nhà nước, thì họ lại xin giấy phép để làm à, cái khu nhà ở. Nhưng quý vị, đây chỉ trên giấy tờ thôi nha quý vị, chứ cái bản đất thì nó vẫn nằm đó từ thời của ông Lê Thanh Cang, Lê Thanh Cung. Nữa. Thì sau khi mà có được cái cơ hội ngàn vàng từ văn phòng thủ tướng, là nếu đất dư khu công nghiệp không sử dụng thì phải làm lại và trả lại đất cho nhà nước. Thì bên này xin phép, xin phép nha quý vị. Xin phép tới Ủy ban Nhân dân thôi, Bình Dương thôi, để làm khu nhà ở. Thì thật ra khu nhà ở này đó quý vị, họ dự định là xây dựng cho 20.000 người công nhân trong khu vực Thủ Dầu một Tuy nhiên cuối cùng vì cái giá đất nó lên, nên Đại Nam đã hết cái giá đất mà chỉ có những người giàu có mới có thể mua đất được. Nhưng quý vị chứ không phải 20 ngàn công nhân với cái lương ít ỏi như vậy có thể mua và sống được. Nhưng mà trên giấy tờ mục đích của họ là như vậy. Mục đích của họ là như vậy. Anh Việt xin tạm dừng một chút để uống một tí nước và quý vị nhớ bấm nút like. <laughs> thì uh, sau khi mà không làm được cho người dân thì quay ra bán đất này để lấy tiền thật nhiều cho các cò đất. Và đó là cái uh, <laughs> hậu quả nha quý vị. Cái hậu quả. Sau khi mà bán đất không được, chính thức là bán không được. Uh, thì họ chuyển sang một cái đề tài khác. Đất thì không xây dựng được, không chia lô bán được vào thời điểm đó thì uh, họ tìm cách khác họ đã được ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho phép cấp sổ đỏ họ đã đem tổng cộng rất là nhiều sổ đỏ đi thế chấp Cần ngân hàng họ thế chấp để làm gì quý vị họ lấy tiền 309 sổ đỏ đã được đi thế chấp. Trước đó, vài tháng thì 29 cuốn sổ đỏ đầu tiên đã được công ty DN mang đi thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất khẩu xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Bình Dương. Quý vị không tìm được cái phương pháp này thì tìm phương pháp khác. Đây là cái cái việc cũng bất hợp pháp luôn nhưng quý vị vì những cuốn sổ đỏ đó không được phép cái đất mà dư ra 107 không sử dụng thì phải chuyển về lại cho nhà nước. Và bên cơ quan văn phòng trung ương chính phủ đã không đồng ý, không đồng ý dùng 107 hectare đất đó cho khu vực nhà ở. Nhưng Bình Dương, Ủy nhân Bình Dương cùng với gia đình DN đã tạo nên những cuốn sổ đỏ. Và đây là những cuốn sổ đỏ bất hợp pháp, không có giá trị và không hiểu sao ngân hàng lại sử dụng để cho mượn tiền. Như thế việc có trình bày, từ thời của ông lê thanh cung họ cũng đã mở đất chia đất bán và cũng đã bị ngăn cản một số người đã nhận lại được tiền vì họ không muốn tiếp tục theo con đường bất hợp pháp này nữa còn một số người thì nghĩ rằng đất này thế nào ông hai khàng này sẽ có được và lúc đó đất là đất vàng mà quý vị ở khu vực ngay ở trung tâm thành phố thủ dầu một Giá đất rất là lên vào thời điểm đó. Nên họ theo đuổi. Họ không nhận lại. Họ không nhận tiền lại. Họ không nhận tiền cọc lại. Họ theo đuổi. Và không may rằng vào năm 2020 thì chị Hai và anh Hai Khàng nói rằng bây giờ đất sắp được xây dựng. Ai mà muốn nhận được cái uh, uh, giá trị thực sự, cái cuốn sổ đỏ thật sự mới nhất của bên uh, và nhân dân tỉnh Bình Dương thì phải đóng thêm một số lượng tiền là mấy trăm triệu nhưng quý vị thì chắc chắn đã có những người đã không đồng ý với cái này và vì thế họ đã có những cái đơn kiện tụng dân sự ra đến tòa đó là về đất đai nhưng quý vị về đất đai thì trong phần còn lại của chương trình vài phút nữa thôi, Thanh Việt cũng sẽ không làm dài để nói về hai cái tin tức mới nhất và thành Việt muốn chia sẻ không liên quan đến gia đình DN Cách đây vài hôm, Thanh Việt có nói lên một cái câu chuyện về giới trẻ. À, các em còn đang đi học ở tuổi dưới vị thành niên, tức là dưới 18 tuổi. Và hình như cái trào lưu sức ép của cha mẹ lên trên con cái đã trở thành một cái trào lưu mà nó không đi về một cái con đường vui cho lắm vào thời điểm này. Quý vị, đã có rất nhiều người, nhiều trẻ em đã tìm sang một cái thế giới khác sau khi không chịu được những cái sức ép về học hành của cha mẹ lên con cái của trường lên con cái quý vị tại sao mà thanh việt nói về trường không quý vị vì trường chạy theo thành tích trường chạy theo thành tích và muốn học sinh là đều phải có một cái điểm nào đó thì trường mới được là danh sách trường tiên tiến chẳng hạn như vậy còn cha mẹ thì uh, vì nhiều lý do mà tạo sức ép dĩ nhiên cha mẹ là thương con cái là cái chuyện chắc chắn rồi muốn cho con mình học giỏi thì về sau có mới có tương lai tuy nhiên ở việt nam chúng ta có những cái câu rằng học tài thi phận mà muốn lên cao thì chưa chắc phải nhờ vào sức học mà phải nhờ vào những cái quan hệ có nhiều chữ ệ điều đó là chắc chắn nhưng con đường duy nhất bao giờ cũng là học mà học thì phải trở thành là kỹ sư bác sĩ đó là một cái uh, truyền thống của nền văn hóa châu á nói chung và việt nam nói riêng học là phải học bác sĩ kỹ sư nhưng quý vị bác sĩ kỹ sư thì mới được mà nếu mà đã thấy được có tiềm năng thì phải giành được cái giải nhất ai cũng muốn giải nhất thì uh, ngày hôm qua ở trên uh, thị xã buôn hồ một em bé học sinh lớp 8 Mới có lớp 8 đó thưa quý vị Là cấp 2 đó quý vị Thưa quý vị Khi mà chưa bước qua cấp 3 Thưa quý vị thì Chúng ta nên để con em của chúng ta Có một cái khoảng thời gian thực sự Cuộc sống ở ngoài đời Đã quá nhiều sức ép Quá nhiều rồi quý vị Tại sao không để tuổi thơ Của các bé có một cái gì đó Nó trong sáng Nó vui vẻ hơn như vậy là không may mắn sinh ra trong một nền văn hóa như vậy hay sao để cả cuộc đời phải sống trong sự ép buộc một cái sức ép một cái gọi là bị stress rất là nặng từ ngay từ lúc nhỏ thanh việt nhớ rằng dạo gần đây ngay tại học sinh lớp 1 cũng đi học kèm để viết chữ đẹp học sinh lớp nào cũng có thể đi học kèm học thêm được đi học từ trường về Ăn cơm nhanh một cái Là đi học tiếp Đi học thêm Và nó bắt đầu từ Ngày xưa rồi quý vị Từ thời của Thanh Việt Đi học Thêm buổi chiều Rồi buổi tối lại đi học thêm nữa Và không biết là cái đầu của mình Nó tiếp thu được bao nhiêu Cũng lạ thiệt đúng Quý vị thì Vào Ngày 6 tháng 4 Mới đây thôi Em học sinh lớp 8 này đã có một cái không có xuất hiện trong cái buổi học online rồi mới lấy điện thoại ra chơi thì trẻ con chơi game mà quý vị thì lúc mà mẹ của em đi về và thấy được thì la mắng thì dĩ nhiên là câu chuyện được kể như vậy tuy nhiên thân việc phải hiểu rằng cái sự la mắng này nó không phải là xảy ra một ngày không có một em nào mà bị la như quý vị trong cái nền văn hóa của chúng ta bị la một ngày và trở nên trầm uh, cảm được ngay lập tức tìm một thế giới khác để sống chắc em đã bị la nhiều lần à. thì sau khi mà mẹ em đi thì ở nhà em đã tự tử lại một em nữa nhưng quý vị thì uh, em để lại cũng một bức tâm thư và cũng nói rằng do áp lực cuộc sống gia đình làm em không thoải mái áp lực cuộc sống được biết là em ca bố mất từ nhỏ đang sống với mẹ và chị gái à, em là học sinh uh, có ý thức cao, chăm chỉ, ngoan ngoãn thì uh, không biết sức ép như thế nào về cuộc sống về sự giàu có hay là về học hành mà một học sinh mới học lớp 8 đã đi tìm một thế giới khác đây là một cái uh, vấn đề và chúng ta đáng quan ngại và cho tới ngày hôm nay thì uh, những cái bộ những cái sở từ sở giáo dục cho đến uh, bộ giáo dục cho đến uh, sở thương binh xã hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em không lên được một tiếng nói các thưa quý vị đó là một sự bức xúc bộ giáo dục thì chỉ chuyên môn lo chuyện phải cải cách như thế nào chương trình học còn sở thương binh xã hội bảo vệ bà mẹ trẻ em thì uh, nó giống như là phải chờ um, một cái tiếng sấm nó nổ tung lên đó quý vị. Thì lúc đó mới há miệng ra được. Và há miệng ra được thì cũng là vì cái thời vụ mà thôi. Đó là những sự đáng buồn. Và nếu mà chúng ta không thay đổi nhanh chóng, tự chúng ta thay đổi, thì những cái chuyện như thế này còn tiếp tục xảy ra. Trước khi kết thúc chương trình thì Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị. Không biết quý vị có biết là À, cái công ty chế uh, tạo xe uh, điện đầu tiên của Việt Nam đã mở văn phòng mở cái xưởng ở bên Mỹ chưa quý vị. Đây là thuộc cái nhóm của công ty Vingroup đó quý vị, của ông Phạm Nhật Vượng đó. Thì quý vị uh, từng nghe cái công ty Vingroup này đã có một cái xưởng chế tạo xe hơi tại bên Singapore. Nhưng quý vị, câu hỏi vào thời điểm đó là luôn luôn tại sao ông Phạm Nhật Vượng không uh, đóng cái uh, xưởng xe này tại Việt Nam mà phải chuyển ra Singapore. Rồi từ Singapore ông đã chuyển tới bên Mỹ. Nhân quý vị, thì ngay uh, trong tuần vừa qua, à, công ty uh, VinFast, hãng xe Việt Nam này của ông Phạm Nhật Phượng đã gửi hồ sơ đăng ký để uh, có được cái uh, cổ phiếu trên uh, thị trường chứng khoán của Mỹ. Nhân quý vị, cái thẳng xe hơi này nó đặt tại tiểu bang North Carolina tức là ở bên vùng East Coast đó quý vị cái vùng mà của South Carolina cái tiểu bang này thì thanh việt được biết rằng khí hậu cũng khá tốt nó nằm ở bên gần Virginia Washington DC rồi bên New York thì phải hôm trước đó hôm 29 tháng 3 thì đích thân tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã có viết lên uh, cái dòng trên trang uh, Twitter của mình là, uh, cũng như là trên trang uh, website của Nhà Trắng đó quý vị, ca ngợi cái dự án 4 tỷ, 4 tỷ đô la tạo nên 7.000 công việc cho cái khu vực uh, nơi mà cái hãng xe Vinfast của ông Phạm Nhật Vượng uh, xây dựng cái công ty nha quý vị. Tin này, tin cũng đáng tự hào. Nếu mà nhìn về mặt khách quan thì tin đáng tự hào, thưa quý vị đáng tự hào. Nhưng chỉ có điều duy nhất, câu hỏi vẫn là Vinfast tại sao không đặt ở tại Việt Nam cái hãng làm xe đó? Thì thông thường, đó quý vị, có những câu trả lời thanh Việt được hiểu rằng nó như thế này: những cái hãng Toyota, Honda, thì ở bên Nhật nhưng có những cái xưởng chế tạo xe ở bên Mỹ hoặc là bên Canada thì vì nó giảm được cái chi phí nhân quý vị thì cũng dễ hiểu thôi không có quan trọng tuy nhiên có cái điều đó là khá là ngạc nhiên là đầu tiên khi mà cái xưởng xe đó nó lại ở bên Singapore chứ không phải tại Việt Nam Việt Nam thì có nhưng sắp tới họ sẽ chuyển nhượng toàn bộ góp vốn nhưng quý vị cho cái Vinfast Trading Investment ở bên Singapore cũng là một công ty con của tập đoàn này có trụ sở tại Singapore. Rồi sau khi mà hoàn thành quá trình uh, tái cấu trúc lại cái, um, cái góc vốn đó, quý vị, thì uh, ông Phạm Nhật Vượng sẽ làm chủ được một phần trăm cái cổ phần của Vinfast Singapore. Thì cái cái công ty mà ở bên Mỹ đó, quý vị, nó là công ty con của một người của công ty đại diện ở bên uh, vinfast singapore chứ không phải là vinfast việt nam thì sắp tới đây họ sẽ chuyển cái uh, uh, giá trị của bên việt nam một cái hãng rất là nhỏ ở ngoài uh, hải phòng thì phải chuyển hết sang bên singapore rồi từ singapore họ sẽ làm chủ luôn cái vinfast singapore như vậy thì uh, có những cái tin mà dạo gần đây về thị trường chứng khoán, về những cái cổ phiếu nó di động một cách mờ ảo trên mạng, thì uh, những cái vụ mà chuyển rời cái tài khoản, cái giá trị ở trong nước đi ra nước ngoài, à, 50% trước rồi sau đó chuyển hết toàn bộ trở thành 100% tại Singapore, rồi lại có những chi nhánh công ty sản xuất tại bên Mỹ, thì đâu đó nó tạo cho những người À quan tâm và gọi là quan ngại thì đúng hơn về những cái triệu chứng như thế này những quý vị về những cái triệu chứng như thế này đầu tiên là mở một cái chi nhánh ở bên Singapore 50 một thời gian sau thì mở cái xưởng đóng xe ở bên Mỹ điều đó là không có vấn đề gì từ vì nó giảm được cái giá tiền thay vì là làm tại Singapore làm tại Việt Nam rồi chuyển xe sang bên Mỹ thì nó nó sẽ có những cái chi phí về vận chuyển thì mở bên bên Mỹ không sao 4 tỷ đô la nhưng cái bước kế tiếp là họ chuyển cái giá trị của công ty nhỏ bên Việt Nam sang hết bên Singapore như vậy là sắp tới đây ông Phạm Nhật Vượng của công ty Vingroup sẽ làm chủ cái Vinfast Singapore 100% 99,9% còn 0.01% chỉ là À, Nó giống như là bên công ty DN vậy quý vị. nhé, 99,9% là của ông Hai Khèn. Còn 0,1% là của những cái vớ vả vớ vẩn nào đó. Trong đó có thể là có chị Hai. Thanh Việt vừa mới uh, trình bày quý vị những cái tin mà Thanh Việt gọi là đáng quan ngại thì đúng hơn. Vui cũng có mà đáng quan ngại thì chính xác hơn. Thanh Việt xin uh, tạm dừng chương trình ở đây. Và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an I love you